Chào mừng cô bác anh chị em các bạn nha. Thì hôm nay đây nè mọi người, thì bên đây là bên Quá Lụ nè, hướng đây là của Quá Lụ Hậu Giang á. Thì cái hướng này là vô sông Ba Voi ha. Thì giờ Trường sẽ đi vô vài trong kênh đó đó để mình kiếm cá nha mọi người. Khắp cái sông nè mọi người, thì bích lục bệnh chưa à? Có chỗ này nè, lên anh vô á, rồi anh chạy trước rồi hú dừng lại đây nè. Có cái lỗ trống gì nè, này xung quanh thì nó bít hết gì đó. Thì nãy giờ Trường thấy cá ục lai gai, thôi giờ mình câu đại chơi tiếp tục. Cá mình pha ha, cám đang ăn nha, cá gì nó cũng ăn, thì chung không câu luôn nha mọi người. Mò vô hết ha mọi người, giờ quăng câu nghe. Thì chủ yếu là hy vọng cá ghẻ chơi thôi, đó là niềm vui đó, cá ghẻ là niềm vui à. Rất mệt luôn cái gì á. Dạ, đi ra cầm. Chúng đây mới thấy lâu kiến ục đó chứ chứ giờ có thấy đâu. Ừ, chỗ đó ngon đó. Ê, cũng được chứ không bự. Trời bự trời. Bự nghe mọi người, bự nghe bự cho má luôn. Gặp bạn nữa nghe mọi người. Trường nó gặp bạn Trường nữa rồi. Trời ơi, nó ăn mạnh ghê ta ơi. Có dính thì là vui rồi, cùng mà đầu tiên mà dính cá là thấy có niềm tin rồi. Thôi thả mọi người ơi, bự bự bắt này nhỏ thả nha. Chỗ này cá lộn không nè mọi người, nãy giờ vừa lại mà nó lộn lên liên tục luôn, bích lục bệnh hết á. Được lỗ trống gì không, cả cả nục cả nhau hết trơn kìa. Đóng sâu luôn kìa. Đang lấy cái lục bình này về.
dòm lại cái lỗ mình đánh ngon. Nhỏ trong đây hả? Ờ tại có đường vô luôn nữa nè. Có đường vô. Họ bính thêm cần nữa. Để lên. Đâu, mình đi trong. Trong. Rồi dính này. Thế này quá rồi. Rồi ơi, vô coi. Vô con cá rồi. Rồi chưa. Vô con cá rồi. Chưa sóc. Ừ. Bãi đẹp mà nghe gầm hì hì ớn quá mọi người ơi. Chuyển bắt đầu rồi. Chỗ này nó có này nè mọi người, hơi vướng á, mình khó thế nào quăng tới mé bển được, không có thế đi quăng xa á. Nhưng thôi, ta nói gì quăng kiểu mà quăng hình hên á, nằm ở giữa sông mưa dính cá bự nha. Quăng hên nha. Ai nói rồi đó. Đó rồi giờ ngâm đại đi, cầu mong may mắn thôi. Dạ. Ờ mới gút năm gút. Ngon nghe. Ờ cái vậy anh coi dây chừng cứng rồi nó không ấy kìa. Trời ơi, hồi hộp nha, mới gút cái hết hồn nha. Ừ. Việc dây cái cho lên dính cái coi. Ngồi cá không ăn luôn mọi người ơi. Nghỉ ăn luôn rồi đó. Đó, rồi ngồi đi nè, chuẩn bị vô ăn mì đó mọi người thấy không? Ở đây là ngay chỗ cái quán nè. Thì hôm nay lâu lâu trường xin mớm bữa nha mọi người. Đó. Chỗ này ở bên cầu Ba Do, chạy lên cái quán cà phê này chút xíu rồi nha. Thì hôm nay thì bãi nó chống lỏng gì vậy nè. Cá hụt nhóc chân mà ghé qua đi mấy cái. Không ăn mạnh. Không ăn, mình ăn. Ăn phải không? Ừ. Trời ơi, ăn mớm ăn mì trứng không nha. Trứng gấp đàn. Ghê. Mời mọi người ăn. Thôi ăn đi, mời ta có ăn gì đâu mà chọc ta không à. Thôi, nói chứ vô ăn mì. Đi Sà Bằng không mọi người ơi, câu chung sớm giờ cái Sà Bằng không đi đấu cuộc giờ chát nó dính cá lần này mình đi câu lần kia không có chừng đâu bơi lớn đâu, cá chốt nữa gì rồi. Dạ, chốt. Bự không? Chốt mới chịu ạ. Trời ơi trời ơi kìa mọi người. Dạ chốt rồi. Trời ơi trời. Con cá này gần 4 kg, gần 4 kg. Vậy cái 4 kg à. Chán thiệt chứ hết muốn câu luôn đó mọi người. Chung bãi trời lưa chân đã đời không dính đây đi. Đi ra tách ra cái ra đây cũng dính. Ben không hay luôn. Thôi đi về luôn, nghỉ luôn rồi đó. Dạ. Đánh. Đâu. Ê, mưa nè mà cá mà nó ăn cái chạy ra đóng đã lắm ha. Đó. Cái bãi này á mà nãy người ta cắt lục bình ở bên sông á. Cho nên là trường không có câu. Trường thấy cắt rồi thôi, trường đi lại cái bãi đằng kia luôn. Rồi chát cho anh Linh ở đây nè. Làm hại lụm Hugo. Bởi vì cuộc sống mà buồn quá. Chính Hugo mình không quay được. Hết
Dạ, 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 phải không? Vàng phân phải không? Cái đầu ngang đó. Mới kéo đầu ngang cái đó. Còn nhẹ không? Cái chỗ gần dục cho vỡ lên cá cũng bự không nữa. Để lên thẳng thôi ạ. Rồi mọi người, xong cơn mưa thì chắc trường rút luôn. Tại vì kiểu mắc cảm hứng rồi. Dính chắc dính cá bự mà trường quay không được, trường cũng hơi tức. Tại mình tính đi kiếm mấy cái chỗ lỗ lỗ đột đồ này kia á, gãi trên kiếm nhớt đồ chơi gốc cuộc. Vừa đi chút xíu đằng này điện báo cá, vừa đi dính con Hugo này đó hả? Trời, Hugo khủng là Hugo này nó cũng bắt nè mọi người nè. Đó, đây nó bắt cái con Hugo khủng lên. Con nhớt nhỏ mới có nhớt bự. Người ta là chiến thuật là bỏ cá nhỏ bắt cá bự, đằng này bắt cá nhỏ bắt thêm cá bự luôn. Chị ghê vậy? Rồi nó chưa, bãi này nó đeo nữa nha mọi người. Đeo bãi này luôn, bãi này có cá bự rồi. Bãi này ngon lắm. Con cá này nãy trường căng là 3,9 kg nha. Nói cho chính xác, cầm đuôi luôn, cầm đuôi nguyên mình cá ngang luôn. Cầm ngang cái bán mặt luôn cho ghê. Cầm bờ với cái đầu đó. Bờ với cái ức, ừ đúng rồi. Ê, nói một câu gì cho ngồi ơi, nói một câu gì cho ngầu ơi. Em hết mớm rồi nghe chưa? Hết mớm cái gì nữa? Câu rồi, kỹ lực. Rồi em làm được rồi không? Làm được rồi. Giờ lại cái bảng này, cầm lại ngang cái bảng nó lại cái nữa ơi. Rồi trời ơi nè mọi người. Chịu không nổi luôn. Ở ngoài nhìn nó bự lắm, nó khủng lắm. Đây mọi người ơi, chát nó dính cá nè, mà dính đây nè. Mọi người ơi, thì chưa mới coi kỹ nè, thì chát nó dính cá ngay đây nè. Nó móc qua lỗ rồi nè. Đó. Vì đây nè mà con cá bơi lớn đó mà nó quậy mà không vụt luôn nó cũng hên thiệt chứ. Thua. Rồi giờ về làm gì làm gì? Cái này hả? Chắc tốn bia nữa rồi. Tốn bia hả? Trời này hết món rồi ha, dính Hugo rồi ha. Rồi thôi mình thu cần luôn cho anh Liên đánh ở lại anh neo đi. Mới gốc á, kìa. Mà đó là cường ngang nằm, cường ngang bên đây. Ê, từ. Đúng rồi. Cầm máy đi. Để luôn rồi anh trả lại xuống nó đụng. Không được. Không dám giác đi rồi anh. Khổ lắm rồi ơi.
thì ăn nãy giờ tới nãy giờ trường thu cần á, trường đi chỗ khác câu dính các chốt và cũng chết veo luôn nha mọi người, chết luôn. Nói chung là không hiểu luôn, bởi vì cái số bãi cá bự mà cá chốt nó ăn, bởi vì nãy anh thấy là dây giật 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 có gạn luôn, giật giật mấy cái rồi mà dính rồi gì luôn, dính chết veo luôn, ở nó ăn cái bụng á nè, dính cá chốt chết ngắt luôn đấy. Bởi vì thiệt sợ nhất mấy cái nạn mà cá ăn mà dính không hay á, cá con á thì nó chết luôn, tội nghiệp nó không. Này thì Trường xin phép chia tay ba voi nha mọi người. Ba voi xong ba voi cá bự đi ba bữa liền luôn, dính hết vậy trơn. Có thằng Giác thì nó hên, nó dính đường cá bự rồi đó, mình thì hiểu rồi đó. Tới nó bãi cá bự mà ngồi mà dính cá chốt mà chết queo dưới luôn là cũng hiểu rồi đó. Chắc là tình hình quay về sông cũ mọi người ơi, thà là dính cá chốt mà lúc nào mình cũng dính hết trơn á, mình chủ yếu giải trí mà, cá nó ăn dính là được rồi, chứ còn đi qua mấy cái sông này hả, cá nó không ghẻ không ăn gì hết trơn, ngồi ngay bữa nào cũng đi sáng tới chiều vậy đó, không cá không ăn không dính. Rồi thôi chắc nữa về sông cũ câu đi.